Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là TF. Thì hôm nay ấy, nhân dịp mà Liên Bình Thoại ra thêm một cái sự kiện mới, đó chính là sự kiện Đại Chiến Tiểu Quái, thì ok thôi, mình sẽ lại vào đây làm chuột bạch cũng như là review cho anh em về cái sự kiện mới này nha. Ok, và hôm nay thì mình lại sử dụng cái tài khoản là TPF Only MidKA. Thì cái tài khoản này thuộc sở hữu của bạn có Facebook là Duy Khánh nha mọi người. Rồi, còn giờ thì sẽ không linh tinh lan man mà chúng ta sẽ vào với chuyên mục chính của ngày hôm nay nha. Thì ở cái sự kiện Đại Chiến Tiểu Quái này thì chắc chắn là cái mô tuyết thì anh em đều đã hiểu rồi, bởi vì cái sự kiện này nó ra khá là lâu. Ồ, nó ra nhiều lần rồi anh em ạ. Đó, đầu tiên là anh em sẽ được chọn giải đặc biệt. Thì đây, ở giải đặc biệt thì anh em có thể chọn được con Timo Phong Linh Tiểu Quái hàng hiệu nha anh em. Đó, trang phục này quá là ngon luôn. Ngoài ra thì anh em có thể lấy 2 túi trình diễn đỉnh cao hoặc là 10 viên chung kết thế giới. Đấy, đều được luôn anh em ạ. Đó, cho nên là bây giờ chắc mình sẽ chọn luôn Timo Phong Linh Tiểu Quái hàng hiệu nha. Để xem nào. Liệu là với 1200 DP thì có lấy được cái skin hàng hiệu hay không nhá anh em. Đó. Và đây, ở đây thì anh em sẽ có tổng cộng là 9 vật phẩm. Và bây giờ anh em sẽ cần phải loại bỏ đi 2 vật phẩm mà anh em không mong muốn. Thì vật phẩm mà mình không mong muốn thì chắc chắn là sẽ là chìa khóa tinh hoa cam mình sẽ bỏ 2 cái tinh hoa cam nha anh em, bởi vì cái chìa khóa này được rất nhiều nấm này anh em. Tích đủ 100 nấm là anh em sẽ lấy được giải đặc biệt. Đó, thì lần đầu thì mình sẽ được giảm giá này. Lần đầu mình nghĩ là nên rút 5 luôn anh em ạ. Đó, để xem nào. Rút 5 không hiện lại nha anh em. Để xem liệu là bao nhiêu nấm đây. Rồi 80 kỷ vật chung kết thế giới, ba cái mảnh chìa khóa anh em ạ. 100 RP được 80 kỷ vật một viên. Ui, 15 cái nấm thì có vẻ là hơi lỗ nhở. Thôi được rồi, lại rút tiếp nha. Bây giờ mình sẽ lại bỏ tiếp 2 vật phẩm. Chắc chắn là mình sẽ bỏ 2 cái tinh hoa cam, bởi vì nó được ít nấm quá anh em ạ. Chìa khóa này còn được 2 này, 5 này. Rồi mình sẽ rút lẻ nha. Lần này mình sẽ rút lẻ đi. Để xem liệu là ra bao nhiêu. Đấy, được 5 nấm này anh em ơi. Ồ, ngon phết đấy chứ nhở. Từ từ, xem phát một phát nữa nhá. Lại bỏ cái tinh hoa cam cho anh em ạ. Thường thì tinh hoa cam được rất là ít nấm. Đó, cái này được 5 nấm này, 3 nấm này, 10 nấm này. Thế thì mình bỏ cái chìa khóa này nha anh em. Tại vì cái rương này mình vẫn thích để lấy, để mở. Đó, em bỏ chìa khóa đi. Rút phát đi. Ôi, lần này được có 2 thôi anh em ạ. Thôi thôi thôi, bây giờ sẽ lại rút tiếp đi. Rút 5 đi. Xem nào. Đã đạt được mốc 30 chưa? Chưa đạt mốc 30 anh em ạ. Mốc 30 thì anh em sẽ được chọn một skin nhé anh em. Đó. Đấy, rút 5 đi. Ôi, tôi quên rồi. Ôi, quên không đổ. Bỏ 2 vật phẩm không mong muốn. Nhưng không sao. Được 16 nấm và tổng cộng đây được 3 cái kỷ vật thì cũng được anh em ạ. Ồ, hình như một cái tinh hoa cam này hơi lỗ này, được có một nấm này. Nhưng mà được 16 nấm thì cũng ngon đấy chứ anh em. 38 rồi này. Vậy là chắc mình nghĩ khoảng tầm 500 RP được lấy skin thôi. Xem nào. 2 này, 1 này. Đấy, cái này 1 thì ít quá. Cái này 2 đi. Cái kỷ vật này để lại nha anh em, bởi kỷ vật này rất quan trọng nha. Bởi vì sau khi sang cái bản 11.21 ấy, là tuần sau đấy anh em, thì là cái kỷ vật này còn có thể đổi được các cái trang phục hàng hiệu mới, là Volibear đấy, thần long mới đấy anh em, với cả đa sắc các thứ cơ. Nên là anh em nhớ tích nhiều cái kỷ vật này đi. Được rồi, rút 5 luôn nha anh em. Đây, 19 anh em ạ. 80 nhưng mà toàn ra mảnh chìa khóa thôi. Vãi cả trưởng ạ. Rút lẻ đi, rồi lại rút lẻ tiếp nha anh em. Được có 1 này, 1 này, 1, cái này được 5 quá, nhiều quá nhở. Thế bỏ một cái rương này đi. Được 80 kỷ vật nhưng mà lại được có 2 nấm thôi ạ. Cái này thì bao giờ mới đủ. Vậy từ nãy giờ mất tầm khoảng 500 RP rồi anh em ơi. 1, 2 cái này bỏ đi nhá. Ui, 3 cái tinh hoa cam này anh em, hình như càng lên cao nó càng ấy sao ấy. Rút 5 luôn. Thì đây. Được có 15 nấm mà lại còn ra toán là chìa khóa với tinh hoa cam anh em ơi. Rồi ở đây mình sẽ được chọn phần thưởng nha anh em. Anh em cứ thoải mái chọn nha. Ở trong đây xem có những cái trang phục gì nào. Vậy là trong đây toàn những trang phục huyền thoại à. Sử thi trở lên anh em ạ. Sử thi trở lên. Đó, khá là ok đấy. Để xem có những skin gì gọi là hiếm không. Không mở bán à. Không mở bán thì trong đây không có anh em ạ. Đây toàn những skin bình thường thôi. Mấy cái skin huyết nguyệt này chắc thì cũng được. Mà bạn này thì bạn bảo là bạn thích chơi mấy con kiểu sát thủ kiểu cơ. Đây chưa thích có con nào nhỉ. Zira, Serat, Katarina nhỉ. Hay Trinamia. Trinamia dạo này mình thấy hot vãi. Chung kết thế giới mọi người toàn chọn đi mít thôi. Thế lấy con Trinamia huyết nguyệt đi. Với skin này cũng khá đẹp. Ok. Rồi 30 nấm nha anh em. Đó. Vậy là còn cái mốc 500 này nữa thôi. 100 này là còn 3 26 nấm nữa thôi. Rút 5 tiếp đi. 1 nấm này. Cái này 1 này. 1 này hơi ít anh em ạ. Cái này được 32 10. Thôi bỏ cái rương này cũng được. Rút 5 luôn nha anh em. Xem nào. Ui, cái gì thế này. Ra đúng cái kỷ vật luôn ạ. 1 nấm.
Ui, 8540 được 400 kỷ vật, 120 RP được 400 kỷ vật thì mình thấy là cũng được anh em ạ. Đúng không? Cũng không gọi là quá đắt. Nhưng mà không ra viên mới ra skin này. Ví dụ ra cái skin này được 20 nấm này. Thế. Hoặc là nếu anh em nào mà hên được còn ra được cái trang phục, đó chính là con Rai Vinh Quang nha anh em. Nó quá là ngon luôn. Rồi. Ê, cái này tinh hoa cam gì mà ra ác vậy. Một cái này 2 đi. 1 đi. Nào. Ôi, một nấm thôi à. Còn 20 nữa thôi. Cố lên anh em ơi. 1 này. 90 này. Mấy cái này ra được nhiều quá, kỷ vật nhiều quá. Thôi mình bỏ một viên đi nhá anh em. Cái này ra được 5 kỷ vật này. À không, mình bỏ cái rương đi. 5 luôn đi. Bao nhiêu? 9 ạ. Càng về sau hình như càng ít đấy anh em ơi. Ồ, ui dồi ôi, 400, còn 400 RP. Vậy tính ra từ nãy mất 800 RP rồi anh em. 89 rồi, còn 11 nữa thôi. Thôi bây giờ mình sẽ rút lẻ đi. Rút lẻ thôi anh em nhá. Tinh hoa cam này, 1 này. Kỷ vật này được có 1 thôi anh em ơi. Nhưng mà kỷ vật mình vẫn luôn lấy. Rút đi. Đấy, được 3 nấm này. 3 nấm cũng được. Còn 8 nấm nữa thôi anh em ơi. Cố lên nào. 8 nấm nữa thôi. Tinh hoa cam này. Chìa khóa này thôi bỏ đi nhá. Phát nữa xem nào. Bao nhiêu? Đấy, 3 nấm. 35, 15 chứ bình thường đã phải ra 15 nấm mà mình mở. Mình vừa rút 5 toàn ra 100 nấm. À nhầm. Toàn ra được có 10 nấm, 19 nấm ấy nhở. Quá ít. Rút lẻ này mình nghĩ có khi còn ngon hơn đấy anh em ạ. Đó. Kỷ vật này 1 này, 3 này, 5 này. Thế bỏ một cái rương này đi nhá anh em. Ba kỷ vật này thì mình vẫn muốn lấy. Dù sao thì giá so với giá mình mua kỷ vật trong cửa hàng ngoài anh em phải mua viên đấy, mới lấy được kỷ vật thì mình nghĩ là cũng khó. Đấy, ui, đúng một cái ạ. 96 rồi mà phát ra 4 nữa thôi anh em ơi. Cố lên nào. Vậy mất 900 rồi nhá, 900 RP rồi. Nào, cố lên. 1 này, 1 này. Úi giời, vẫn ra 1 ạ. Ơ sao kìa. Sao mình bỏ hai cái tinh hoa cam mà vẫn còn ra nhở. Ui, Garena đúng lừa luôn anh em ơi. Lừa thực sự luôn á. Gì đấy, vẫn một luôn ạ. Càng về sau càng ít anh em ơi. Trời ơi, dụ kèo rồi. Thế này thì, xem nào. Rồi, vẫn một đấm mà, đúng phát cuối luôn. Phát này có khi ra 3 hoặc 5 đấm xem. Mấy gà rán chơi chiêu rồi anh em ơi. Đấy, chìa khóa 2 nhá. Thôi mấy cái này kỷ vật thì mình vẫn thích lấy hơn. Đấy, biết ngay mà. Lần này thì ra 3 này. Rồi, vậy là xong nhá. Mình đã lấy được con Timo Phong Linh tiểu quái hàng hiệu này. Và bây giờ mình sẽ chọn được một cái trang phục huyền thoại. Đó, trang phục huyền thoại thì ở đây thì mình nghĩ là cứ lấy mấy con cao bồi đi. Bởi mấy con cao bồi giá nó đắt mà, đúng không? Mấy con này thì 396, 369 này, 310 kiểu này. Mình nghĩ lấy Irelia cao bồi là hợp lý đúng không? Hoặc Ari cũng được, nhưng mà nghĩ là lấy Irelia đi. Irelia ngon hơn. Đó. Đấy, vậy là xong nha anh em. Rồi, vậy là tổng cộng là xem nào. Hôm nay mình sẽ xem lịch sử nhá. Tổng cộng là mình mất 1000 RP, 1000 RP mình được con Timo Phong Linh tiểu quái hàng hiệu này. Ở đây tổng cộng là mình cũng phải rơi vào khoảng bao nhiêu kỷ vật nhỉ anh em? Chỗ này mình nghĩ là cũng phải rơi vào khoảng 1000 kỷ vật đấy anh em ạ. Khoảng 1000 kỷ vật. 1000 RP được 1000 kỷ vật này, được thêm một skin hàng hiệu này và hai cái skin huyền thoại với cả skin sử thi anh em tự chọn. Đó, ngoài ra thì anh em còn được viên này, mảnh chìa khóa này, rồi thì bộ hashtag các thứ. Thì theo mình thấy thì giá này cũng khá là ok, cũng không gọi là đắt đâu anh em ạ. Ồ, mà hôm nay cũng đang có sự kiện khuyến mại nhá anh em. Khuyến mại quy đổi RP hôm nay anh em nạp 400 à quy đổi sò đấy, 400 RP anh em được cộng thêm 300 RP nữa cơ. Ừ, cũng khá là ngon. Rồi, ở đây còn 234 RP thì mình sẽ vào cái rương niên thú nha anh em. Đấy, nghe nói là cái rương này cũng mới ra mấy hôm nay. Đó, thì không biết là mình test thử đi xem tỷ lệ nó như nào nhá. Đấy, đây, cái rương niên thú anh em ơi. Nó có giá là 35 RP, giới hạn mua là 30 lần và toàn server là có 20.000 rương nha anh em. Đó, ở đây thì anh em có thể mở ra được các cái trang phục niên thú nguyên đán. Đó, rất là hiếm luôn anh em ạ. Đặc biệt là có con Fioran niên thú nguyên đán hoàng hiệu này. Đấy, được chưa? Rồi, mình cứ test luôn đi. Một phát đầu lẻ nha anh em. Hiệu lại. Ra gì đây? Úi xồ, thôi 50 tinh hoa cam mà. Cái gì thế? Nào, ra một cái skin thôi anh em được. Chứ không, tỷ lệ toàn ra thì rương với cái gì này. Úi xồ, rương với tinh hoa cam nhiều lắm anh em ơi. Lần này 2 đi. 2 rương nha anh em. 2 rương thì... Ra không đây? Ôi, 3 điểm hàng hiệu anh em ơi. 3 điểm hàng hiệu, ít lắm, 35 RP được 3 điểm hàng hiệu, quá đắt anh em ạ. Nhưng mà thôi, ở đây còn một ít RP thì mình chơi nốt đi. 105 RP nha anh em. Đó, lần này còn cuối này. Điệu lại. Ra gì đây? Úi xồi ôi, đúng lừa luôn. Cái rương này không ra luôn anh em ơi. 30 tinh hoa cam với cả rương và chia tuyệt phẩm. Úi xồi ôi. Rồi, rương hot, mình còn một rương hot tháng 10 thì mình sẽ mua luôn nhá. Biết đâu lại giải xui. Còn 24 RP này mua nốt một rương nha anh em. Xem nào. Liệu lại. Ra skin.
Ui trời ơi. Luôn vào chìa khóa sách anh em ơi. Nói chung giá 18 DP thì cũng gọi là rẻ hơn trong cửa hàng. Nói chung là cũng có vẻ không ngon lắm anh em ạ. Ngoài ra thì hôm nay cũng đang có cái dự đoán chung kết thế giới nha anh em. Đó. Thì không biết là anh em đã chọn chưa. Đó. Hôm nay là ngày 15 đúng không. Đó, ở đây thì bạn cũng đã chọn rồi. Đây cứ chọn đội nào mà ấy thôi. Mình nghĩ Cloud9 tỷ lệ cũng khá là cao đấy. Đang World Kia phân đúng Trendix này. Đấy, anh em chọn như thế này cũng được nha anh em. Đây là chọn theo những cái đội gọi là tỷ lệ cao chiến thắng này. Rock Warrior với Cloud9 thì có vẻ 50-50. Nhưng mà các đội như FunBlood này, đang World Kia ya thì chắc chắn thắng rồi anh em ạ. Đó, khá là ngon nha. Bạn này cũng dự đoán được 28 trận rồi này. Đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào kho báu vật nha. Đấy, tiện đây còn các cái viên mít rương thì mở nốt cho bạn ấy nha anh em. Đó, đầu tiên mình sẽ mở luôn 4 rương Hextech đi. Xem nào, liệu là ra gì đây anh em ơi. Nào, ôi trời, mảnh tướng anh em ạ. Varus này, Kha'Zix này, hai tướng rồi ạ. Rồi, Ari thách đấu nha, Sử Thi và Rắc Giữ Đền anh em ạ. Ok, rồi, còn rương tuyệt phẩm này mở nốt đi. Nào, ra gì đây. Còn lại ra thêm một rương nữa này anh em ơi. Rương tuyệt phẩm này, Cho'Gath Hóa Thạch này, Yorick Đào Mỏ này và chìa khóa stack nha anh em. Ok ok, còn một cái thì mở nốt đi, mở nốt luôn anh em ạ. Yêu nhiều anh em ạ, yêu gì cái ông Braum này chứ. Trời ơi, rồi bây giờ mình sẽ mở sang viên thế giới nha anh em. Đấy, hôm nay vậy là lúc đầu hình như bạn có 600 kỷ vật thôi anh em ạ, lên được 1800 kỷ vật, vậy là lấy được 1200 kỷ vật từ cái sự kiện kia nha anh em. 1000 DP được 1200 kỷ vật và thêm được 3 cái skin. Trong đó có một skin hàng hiệu, theo mình thấy thì cũng khá ok. Rồi, mình mở 6 luôn nhá anh em. Rồi, vẫn ra 6 thôi ạ, không ra được thêm túi rồi. Talia tuyệt vời bơi này. Đấy, Timo tiểu quỷ ngon luôn anh em ơi. Trong một truyền thuyết này. Thì đây, sắc tổ đội quản ngục này. Siêu phẩm Echo luôn ạ. Úi xồi ôi, đẹp đôi luôn anh em ơi. Và Galio ma pháp này. Thì đây, Manfai đại pháo. Ok ok. Nói chung là mở ra được 2 trang phục thì cũng khá là ok rồi. Đây, ở đây anh em nhớ nhá, chuẩn bị tuần sau là sẽ ra thêm một cái trang phục hiệu hàng hiệu mới và anh em sẽ đổi được kỷ vật nhá. Đó chính là con Manfai đấy anh em ạ, Manfai thần long đấy. Ngoài ra thì cũng những cái đa sắc hoặc là khung cộng với biểu tượng mới của các trang phục đấy thì cũng sẽ mở vào thứ 5, thứ 6 tuần sau đấy anh em ơi. Cho nên anh em cố gắng là tích nhiều cái kỷ vật đấy nha. Kỷ vật đấy rất là quan trọng đấy anh em ạ. Đó. Và điểm hàng hiệu thì đây. Đã có 15 thôi anh em ạ, hơi ít nha. Rồi, bây giờ chắc là mình sẽ lại đến với chuyên mục là ghép trang phục đi. Mấy con cùi cùi mình lấy thôi. Đấy, Viêu Gâu, kẻ ngoại đạo Pentakill này mới ra này. Đó, sinh cường hóa này. Manfai đại pháo đã sở hữu thì ghép luôn đó nha anh em. Ok. Đó. Rồi, Ilaoi cung bảo bình trong mục sử thi cũng được luôn anh em ơi. Ngon luôn đấy chứ. Con này đã sở hữu à? Đã sở hữu mình sẽ phân tách nha. Viêu Gâu này thì sẽ nâng cấp đi. Đó, Viêu Gâu skin mới mà. Đấy, nâng cấp luôn. Ok. Xem là còn skin hiếm nào không. Lấy cho bạn ấy luôn. Mấy con thì bạn lại không sở hữu, bạn này rất là nhiều tinh hoa cam nên anh em khỏi lo nhé. Cho bãi cho mình thoải mái sử dụng rồi. Đó. Cứ lấy những cái trang phục huyền thoại thôi. Yumi nữa này. Yumi mèo phò. Ok ok. Đó. Nào. Nào. Đấy. Còn ở trên xem nào. Ở trên thì mấy skin này thì bình thường quá. Ờ. Echo đã sở hữu này. Thôi rồi, bây giờ thì lại ghép thôi anh em nhé. Mấy con này đã sở hữu này. Ồ, mình sẽ để nó giá trị đây. Đấy, con này này. Rắc này. Ba con rắc, hai con rắc à. Đi luôn anh em ơi. Xem nào. Đây. Úi giời, ôi, xe Juni truyền thống anh em ơi. Ghép ba con cùi ra một con cùi thì cũng gọi là tạm được. Không ngon lắm. Có nhiều cái thì bạn lại có rồi anh em ạ. À không có tướng nhỉ, không lấy được. Thôi được rồi, ghép phát nữa đi xem nào. Tỷ lệ ra như nào đây. Đấy, Diana ở ngục sử thi cũng được. Ok. Rồi, ok. Còn những cái mảnh này thì chắc mình sẽ để cho bạn đi ghép sau đi. Đây có fit tiểu quỷ này thì mình sẽ nâng cấp này. Đó. Fit tiểu quỷ nâng cấp. Ok. Và bây giờ mình sẽ check phần bộ sưu tập của bạn ấy nha. Để xem nào. Trang phục đây. Trang phục thì ui, hôm nay vậy tổng cộng là lấy cho bạn ấy được con đây, bắt đầu từ Trindamir huyết nguyệt nha anh em. Đó, Timo phong linh tiểu quái hàng hiệu này. Tổng cộng là 9 skin nha anh em. Đó, một skin hàng hiệu này và 3 skin huyền thoại. Đó, khá là ngon đấy chứ anh em. Tổng số lên cho bạn là 385 skin nha anh em. Đó,
Đây thì tối thượng là full luôn rồi này. Thần thoại thì 20/86 nha anh em. Đó. Và huyền thoại ra đây 146/249 nha anh em. Và sử thi, đây sử thi thì 91/319 anh em ạ. Đó. Rồi bây giờ sẽ biểu cảm đi. Biểu cảm thì đây bạn có 77 cái biểu cảm trên 121 nha anh em. Và một số anh em cũng hỏi cái biểu cảm này thì hình như cái biểu cảm này là anh em phải mua vé nhé. Mua vé chung kết thế giới xong anh em cày nhiệm vụ ấy thì mới được nha. Đó. Và biểu tượng ra đây. Đấy, biểu tượng như đây. Đây có biểu tượng dự đoán chung kết thế giới này. Anh em cố gắng dự đoán càng nhiều thì sẽ được cái biểu tượng càng hiếm này anh em ạ. Và Timo Phong Linh tiểu quái hoàng hiệu. Đó, ngon luôn, chơi sự kiện là được cả biểu tượng và chắc chắn là sẽ có khung nhá. Nhưng mà chắc là mình nghĩ là tất cả xem nào. Bộ sưu tập xem nào. Hiện tại mình nghĩ là phải thoát ra vào lại thì mới có khung ấy anh em, chứ chắc chắn là có khung đấy. Rồi, đa sắc thì ra đây. Đa sắc thì bạn có 84 cái nha anh em. Và cũng toàn đa phần là toàn là Yone, Yasuo với cả Z thôi anh em ạ. Ồ, khá xích nữa. Nghe nói là cái nick này của bạn ấy là bạn ấy chơi những cái con tướng mà của một người bạn của bạn ấy ngày xưa hay chơi. Đó. Và mắt thì 49 nha anh em. Ok. Rồi. Về hồ sơ thì sao đây? Hồ sơ đi đây. Hiện tại bạn ấy điểm thông thạo thì vẫn thế thôi anh em ạ, vẫn dừng lại ở mấy chục nghìn điểm thôi. Đơn đôi thì vàng 4 này, 5 năm bạc 3 và xếp hạng một trước là bạc 2 nha anh em. Rồi, vinh danh cấp 4 và cấp độ thì 115. Rồi, ok. Và chắc có lẽ là cái video này sẽ phải tạm dừng ở đây thôi. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube. Và đừng quên là sắp tới khi mà kênh đạt được 90.000 subscribe thì mình sẽ còn tạo một cái event tặng quà dành cho em đấy nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye mọi người.